nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì lại là những chiếc xe Mercedes-Benz GLC các bạn. Và lần này thì Duy đang trên đường đi ra Vũng Tàu để giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 cho anh Đại và chị Hà. Thì chắc là các bạn nếu mà có theo dõi những cái clip của Duy thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết rồi. Thì đa phần là Duy sẽ đi giao những chiếc xe Mercedes-Benz GLC là chính. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này có thể nói là một chiếc xe quá là đẹp luôn các bạn. Đó, từ ngoại thất bên ngoài tính đến nội thất bên trong cũng như những cái option của nó. Và thật sự luôn các bạn, với cái mức giá là 2 tỷ 399 triệu đồng cộng thêm với lại cái mức hỗ trợ thuế trước bạ 5% từ bên nhà nước mình, thì Duy đảm bảo luôn với mức giá này các anh chị và các bạn không thể nào chọn lựa được một cái chiếc xe mà hợp lý như thế này và coi như là tuyệt vời như thế này luôn. Đó, thì một lát nữa khi mà đến Vũng Tàu để giao chiếc xe này cho anh Đại và chị Hà thì Duy sẽ quay cho các bạn xem ngoại thất cũng như là nội thất ở bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, các bạn cũng rất là thoải mái luôn, sáng thứ bảy cuối tuần rồi mấy anh em đang thông dong đi giao chiếc xe nè. Thì thực sự là Duy hẹn với lại anh Đại để giao chiếc xe GLC 300 cho anh Đại vào lúc khoảng tầm 9 giờ tới 10 giờ, cho nên cũng là cái giờ coi như là ăn sáng xong cũng rất là thoải mái ha. Đó, bây giờ Duy và Bin cùng với anh cameraman lên đường đi Vũng Tàu thôi. Đó, nếu mà có rảnh thì mấy anh em mình tắm biển luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại Vũng Tàu nha. Chị bó hoa ha, anh chị bó hoa. Cảm ơn anh chị nhiều vì đã tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn thương hiệu xe Mercedes-Benz làm người bạn đồng hành trong thời gian sắp tới. Dạ, thì em chúc anh chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cũng như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng chiếc xe Mercedes này. Chị cảm ơn em. Cảm ơn em. 3 1 2 3. Cái thảm còn mới anh em để đây nè, để một xíu rồi em lót lên canh luôn ha. Cái này là cái giỏ để chị có thể để đồ, ví dụ chị đi siêu thị gì đó chị có thể chở đồ. Dạ, xếp gấp lại đây ha. Dạ, còn ở đây là mấy cái sách hướng dẫn sử dụng anh. Dạ, sách hướng dẫn sử dụng thì em để sẵn ở đây. Còn cái này là cái hộp gạt thuốc lá.
Dạ anh không có xài thì anh khỏi để trên xe luôn. Đó, còn nguyên đây em để đây hết, anh rảnh thì anh xem cái này ha. Dạ. Ở đây em tặng chị cái túi để chị có để đồ gì chị để. Dạ. Cái này cái hộp quà của Mercedes-Benz. Thì ở trong cái hộp quà này nó sẽ có thêm một cái cuốn sổ là thông tin về dịch vụ 24 giờ anh. Thì cái đó là nói về cái bảo hành của xe. Thì anh Đại có thời gian thì anh Đại sẽ tham khảo giùm em ha. Dạ, còn đây là cái hộp quà tặng anh chị. Có từ phòng không? Dạ không, cái này là cái USB. À vậy hả? Dạ, USB chị có thể sử dụng chép dữ liệu hay gì đó chị xài. Nè anh rảnh thì anh coi thêm cuốn này ha. Dạ. Dạ. Ở đây thì có cái lớp xe dự phòng cho anh, có con đội nè ha. Còn cái dụng cụ mà để anh thay lớp xe nó nằm ở trong đây nha anh Đại. Dạ. Dạ, nằm ở trong đây thì nó sẽ có là con đội cho anh. Rồi nó có cái cái này là cái bánh ở trong. Không. Cái đỏ đỏ này là một cái bình keo. Cái bình keo để bá xe. Ở đây nó có hai cái nút nè. Ha, cái nút này để đi bấm lên đi xuống thôi. Bấm dạ. Cái bút này thì khóa nút khóa luôn. Nhưng mà anh phải có cái chìa khóa bên ngoài. Phải, tức là phải cầm chìa khóa đi theo thì mới được dạ. Đúng không? Dạ. Cái nút này thì anh bấm nó đi xuống đi lên bình thường. Còn cái nút khóa cửa thì anh có chìa khóa bên ngoài thì anh nó khóa cửa luôn. Bấm một chạm mà nó khóa cửa. Cái này chìa khóa này á chị khi mà chị xài á thì chị hay để trong cái túi xách của chị á thì chị không cần phải lấy ra để bấm nữa. Dạ, thì cái xe của chị nó là lock cửa thông minh. Chị, tức là cứ ra ra dạ, nó tự động nó ra. Chị chạm vào cửa là nó mở và chị chạm vào cái tay nắm cửa nó cũng sẽ lock. Tay nắm cửa thì lock hả? Dạ. Bốn tay nắm cửa đều có bốn cái chỗ để chị chạm vô đây. Chạm vô đây là lock. Là cái đó là khóa hả em? Dạ khóa. Còn chị chạm vào đây là mở. Tức là với điều kiện mình cầm cái chìa khóa dạ, trong với điều kiện là mình phải có chìa khóa gần xe. Cái ở trong xe nó có cái chế độ cài đặt chị. Em đã cài rồi nè, thấy không? Khi mà chị bấm mở cửa là nó sẽ mở cái gương này ra. Còn mình bấm lock là nó sẽ khóa lại. Thì một ngày nào đó mà chị thấy là chị sao lock cửa mà nó sẽ không cập vào á thì chị biết là chị phải sẽ vào trong chị kiểm tra lại coi có ai chỉnh trong đó chưa, hoặc là đó. Nếu mà không chỉnh thì mình phải chỉnh lại. Anh nếu mà anh muốn sạch hơn á, anh phải mua cái thảm mà nó lót dạng 5D gì đó. 5D, 6D gì đó. Dạ. Nó lót toàn bộ dạ. Thì nó sẽ sạch hơn. Nhưng mà nó hơi dày. Đó nó phải tầm gần 2 phân đến 1 phân mấy. Cái dày. Dạ. Tại vì nó hai lớp cần. Khi mà chị để gió tự động á thì tự động nó sẽ làm lạnh nhanh hơn để mà auto. Dạ. Thực bảo em hướng dẫn cho cái cách mà mở YouTube lên trên này luôn em, nghe nhạc á. À. Cái đó thì xài chị sẽ xài qua CarPlay, Apple CarPlay. Cái này là cái touch để mà touchpad. Chị điều khiển màn hình này hoặc là chị có thể cảm ứng trên đó. Dạ, hoặc là có thể điều khiển được trên tay lái luôn. Dạ. À, vậy hả? Dạ. Nguyên cái cụm bên đây là chị có thể điều khiển được màn hình bên đây. Còn nguyên cụm bên trái thì điều khiển cái màn hình táp lô. À, mở to thì sao? Dạ, ở đây chị chỉnh ở đây cũng được hoặc là trên tay lái cũng được. Yên, đừng động ở đây. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình. Hay quá. Hay quá. Anh có thể chỉnh được bass trap vô cái phần mà cài đặt á, đó đúng rồi, điều chỉnh âm thanh cái đó cân bằng trước sau âm thanh surround á, âm thanh nổi nó hay hơn. Hay quá. Không mày con từ mẹ chu vào đây làm gì nhẹ nhàng. Ủa em cái GLB là bao giờ về em? Dạ dự kiến là tháng 10 tụi em về. À dạ chỉnh cái gương anh chỉnh gương đi, chỉnh gương ở đây nha. Dạ anh bấm cái gương bên trái đi. Không cái này à, cái này anh chỉnh tay, cái này à, cái này chỉnh dạ, tay nha. Chỉnh tay nhà bác sĩ đi. Còn cái chỉnh gương kia thì sao? Cái đó dạ, cái đó thì chỉnh trên cửa. À. À.
xe mạc xe đĩa khi mà chị sử dụng á, chị sẽ thấy rất là hay, là nó không có lúc nào dư, không có lúc nào thiếu á. Đi đâu vậy? À, thiết kế cực kỳ khoa học luôn. Hầu như là chị nhìn thấy trên đây nó đâu có nhiều nút đâu. Nha. Ý là nó nhiều chức năng. Nhiều chức năng thôi. Nên đã dừng lại. Buổi chiều á chị thả mở ra thôi, thoải mái lắm. Ở đây Đà Lạt, ủa ở đây Vũng Tàu sướng á. Thành phố biển là có cái này là sướng nhất. Chị thấy em coi ra YouTube em bán được nhiều quá ha, bán cả Phan Thiết các kiểu luôn. Dạ. Tỉnh nhiều. Mai em lại đi An Giang. Cao mới được giảm. Nhưng mà nhiều người người ta mua xong người ta để đấy thì. Dạ đúng rồi. Giảm với các bạn người ta đi đăng ký. Đúng rồi. Vẫn được giảm mà đâu có liên quan gì đâu đúng không? Đúng rồi, không được, không liên quan gì hết. Nghe sang cái chế độ. Anh quẹt xuống. Đó, nó thay đổi cái dạng đồng hồ khác nhau. Nó có nhiều cái đồng hồ lắm. À, đây nè. Nó có tác động giảm dạ. Tốc đúng không? Cái kính của phía trước là chắc chắn là giảm tốc rồi. Và cái xe của anh đó, đặc biệt là hai cái kính phía trước là cách âm nữa. Kính hai lớp. Kính hai lớp. Dây sạc á, giống bữa rồi em thử cho anh á. Thì dây sạc thì gọi cắm mà dạ. Cắm vào cái dạ. Ấy này đúng không? Dạ, nhưng mà anh phải xài dây Type-C nè, cho đúng cái lỗ đó đó. Type-C này cắm. Thì cái ổ cắm, dây ổ cắm. Dạ, dây ổ cắm á, mấy cái điện thoại mới bây giờ á anh. À, Toyota thì anh chạy anh lóc cửa là anh không có mở cửa được đúng không? Người ngồi bên cạnh hoặc người ngồi sau không mở cửa được. Nhưng mà đối với xe Mercedes-Benz á là người ngồi bên trong lúc nào cũng mở cửa được. Nhưng mà khi mà mình lấy khóa lại cửa em rồi thì là... Khóa cho em thì không mở được thôi. Là hai cửa sau. Hoặc là anh bấm thêm cái nút mà khóa kiến thôi là ngồi phía sau là sau không, kéo không mở được đó. Thì anh chở bé anh nhớ làm cái đó giùm em nha. Hình như mấy anh chị mà hỏi em mua xe ở Vũng Tàu á, như đa phần là bên dầu khí này. Dầu khí đông anh hả? Thì Vũng Tàu này dầu khí nó nhiều mà. Dạ. Hầu như là em bán mấy anh chị toàn là bên lĩnh vực dầu khí à. Anh Đại biết chỗ này để gì không? Thẻ gửi xe anh. Thử làm cho mình chỗ để thẻ gửi xe luôn. Thì giống như là trả thuê. Dạ. Là cái trả thuế xe tự động có thứ đi đường ấy nó cũng được đúng không? À, như là anh tới cao tốc anh đưa cái thẻ cho anh á, anh để đây. Dạ. Dạ. Hoặc là anh tới mấy chỗ đậu xe, mấy bãi đậu xe, trung tâm thương mại đó, đó đó, đưa để đó, để cho mình luôn. Cẩn thận lắm. Đây này đúng không? Dạ, cái lưng, cái gối đầu. Cái này là gối đầu này, dạ. Cái này là lưng này. Dạ, lưng. Cái này là gối đầu này. Gối đầu thì anh đầu Đại bấm lên xuống giùm em. Lên xuống đúng không? Dạ, lên xuống thì anh phải chỉnh cái công tắc nó lên xuống. Đây đúng không? Dạ. Theo chiều của cái gối đầu luôn. Cái đó cái này là cái bỏ cái đầu gối anh á. Cho anh đi cao tốc á. Anh đi được cao tốc á, anh hay đi đường dài á, anh hay ngồi dài ra thì anh bị hay mỏi cái gối nè. Thì cái này nó đỡ cái gối anh cho đỡ mỏi gối. Là cái này hàng nâng lên lại xuống dạ, đúng không? Cái này nè. Chạy vô chạy ra vậy thôi. À tức là nó đỡ cái gối anh đó. Chạy vô chạy ra. Đúng rồi, nó đỡ cái đầu gối mình đỡ mỏi. À chứ nó không phải là nâng lên lại xuống mình vô ra. Dạ. Ví dụ như vậy mà anh ok rồi ha, thì anh bấm M, bấm số 1. Bấm số 1. Hoặc là số 2, số 3 gì đó tùy anh. Xong rồi nếu mà muốn hủy đi thì anh bấm lại là bấm, nó dạ. Bấm ngược lại M1 xong rồi nó lại hủy. Dạ, ví dụ anh chỉnh cái mới, anh bấm M1 mới nhớ cái mới hơn. Nó không nhớ, nó bỏ cái cũ. À ok. Dạ. Bấm này. Bây giờ là gần 12 giờ các bạn, thì Duy vừa mới giao chiếc xe GLC 300 cho anh Đại và chị Hà xong. Thì bây giờ mấy anh em chắc là kiếm cái gì ăn đó rồi quay về lại Sài Gòn đó. Thì ưu tiên cho Bin, em thích ăn cái gì? Em ăn gì ngon, mày muốn ăn gì là anh Đại mày. Em chắc em ưu tiên cho em kinh cáp. Ăn kinh cáp là ăn gì? Kinh ráp á hả? Cua hoàng đế đó. Rồi ok, đi ăn cua hoàng đế luôn. Vậy em kiếm chỗ nào dưới bờ biển đi, mấy anh em mình ăn cua hoàng đế xong rồi về nha. Dạ dạ, ok anh. Ok. Cua hoàng đế chắc cũng rẻ đúng không em? Nào giờ ở dưới quê ăn cua đồng không à?
cua đó không biết nhiều ký nè. Vậy hả, để ra ngoài kia coi ha. Mua anh, vài ký đi. Anh cũng chưa ăn, cũng chưa biết. Này mình ra bãi sau rồi. Chắc chạy ra bờ biển chơi xíu về kiếm dạng luôn. Ra bờ biển. Đường đường ở Vũng Tàu quá đẹp luôn á các bạn. Đó, đường nào cũng rộng rãi mênh mông như thế này luôn à. Và xe rất là ít nha. Tại vì thường á là các bạn biết là cuối tuần á thì ở Vũng Tàu nó rất là đông luôn. Bởi vì cái lượng khách ở Sài Gòn hầu như là cuối tuần đổ về đây chơi rất là nhiều. Nhưng mà do hiện tại bây giờ là đang là dịch bệnh nè, cho nên là các bạn sẽ thấy nó như thế này á. Chứ thứ bảy mà gì đảm bảo luôn các bạn xuống đây á, thì quán ăn nào cũng đông nghịch luôn, coi như là vô phải sắp hàng ăn luôn á, rất là đông. Tại vì ở Vũng Tàu á, thì các bạn biết rồi, rất là gần ở Sài Gòn, cũng như là bây giờ có đường cao tốc nữa, cho nên là đạp ga một xíu là đã tới từ Sài Gòn xuống đây rất là nhanh, khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. À, Vũng Tàu thì các bạn biết rồi, thành phố biển gọi là coi như là gần nhất ở Sài Gòn rồi. À, quán teo luôn à. Nhưng chứ cuối tuần ở đây là đông lắm. Mọi khi mà anh đi vào những dịp thứ bảy chủ nhật là chán lắm luôn á, bị qua vô quán ăn là quán nào cũng sắp hàng. Chạy đường dọc bờ biển á, mở kính ra không? Hay mở kính ồn không? Mình đây mình đi dọc bờ biển rồi mà mình tới chút xíu nữa rồi mình mới đi cầm xét loại biển luôn. Xét loại khác. Vậy hả? Ở đó có gì vui không? Có mấy cái resort ở đây nè. Vậy hả? Đây mày phải tắm không? Tắm biển không? Tắm luôn. Tắm luôn phải không? Dạ luôn. Em có thể review sơ sơ cái xe của em không cho mấy bạn biết không? Tại vì xe của em nhìn thấy nó cũng đặc biệt quá, đồ chơi quá trời luôn. Em biết review gì vậy? Bữa lần đầu em nói rồi. Biết review gì không? Thấy xe ra trang bị đồ chơi quá trời, có gì nói gì đây. Đó thôi. Trời ơi, có bông quá trời luôn. Ủa Bin, em chạy xe về thứ bảy chủ nhật rồi có được tiền overtime không? Coi như là tiền ngoài giờ. Không có anh ơi. Thì em lương cơ bản của em thì nó đã nhiều đó rồi, còn đi với anh có đi xa thì em được tiền tốt, còn nếu mà đi gần thì đâu có đâu. Đi rồi. Xa là sao? Kiểu như ví dụ mình đi xa là trên 100 cây á. Ừ, đi đi, số đi đi Vũng Tàu là đi xa rồi đúng không? Đúng rồi, đây 100 cây thì em có được 70 ngàn. À, nó cho anh 70 ngàn hả? Dạ, công ty cho 70 ngàn. Thì chắc là lương của em cao rồi cho nên là cho tiền ăn cơm nhiêu đó được rồi. Ăn bữa cơm 70 ngàn là sang rồi đó. Chứ anh công ty đâu có cho ăn cơm tới 70 ngàn dữ vậy nè. Bây giờ xuống dưới đó ăn đâu ra? Cành hào hả? Gì anh? Ăn hải sản, kinh rác gì của em á. À, các bạn đi Vũng Tàu các bạn ha, đi cái đường Thị Vân này các bạn nhớ là vào những ngày thứ bảy chủ nhật ha, thì mấy anh hay đứng chỗ đó bắn tốc độ, cho nên là mấy anh em có đi Vũng Tàu cuối tuần á thì mấy anh em cẩn thận nha. Đó, quá đẹp luôn phải không? Nhà mà từ đây nhìn ra biển thì thôi số 1 rồi các bạn. Ở khu vực này á thì thật sự những anh chị mà có rất là nhiều tiền luôn á thì mới có thể là ở được ngay con đường này. Lóc cửa xong chưa? Anh để mấy trăm triệu đó. Trời kia. Giờ mấy anh em đi ăn kinh ráp nè các bạn. Đó, có 600 ngàn à mà nó đòi ăn kinh ráp. Ăn cua đồng đi, ra biển mà kiếm cua đồng á. Ồ, cái món đó mắc á, mà ra biển mà kiếm cua đồng là hơi không mấy, mình ra biển đặc biệt á. Gần mình ăn. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Gì vậy? Ủa? Gì ta? Cái này cái gì lạ quá ha? Ê, ăn gì gọi nè? Này nghiêu hả? Cái nào anh? Ghẻ
đi, chắc chắn phải có ghẹ rồi đó. Mấy con? Khó ha. Ba thằng ba con. Ủa chị, cá này cá gì vậy chị? Cá màu ếch anh. Màu ếch hả? Rồi, cho em hào. Ba con bự á. Cho em hào gì đó, nướng gì, phô mai hả? Hào nướng phô mai đi. Mấy con? Ba. Rồi, ba. Hào á, hào ba, một thằng ba con ha. Được không? Tuột xuống giấm hả? Ngon không? Đấy, ăn bạch tuột xuống giấm không? Ba để tí sắc. Bạch tuộc giấm đi chị. Tuộc này để sống ha, nguyên con ra bàn hay là làm sập? Vậy hả, nào ngon? Tùy theo mình nè, sợ thì làm sập ra bàn, còn không sợ thì để chi vậy ra bàn. Thôi làm sạch cho em. Tuộc giống giấm. Hả? Em thấy tụi nó quay nước luôn mà. Nhúng nước được luôn. Không, cái này nhúng xuống luôn á. Ủa em thôi, thử không? Ba món rồi đó anh em. Ốc hương hả? Ốc hương. Đấy, ông có ốc tỏi xào không? Có ốc tỏi. Ốc gì? Ốc gì? Ốc gì chế tỏi? Ốc hương chế tỏi. Ủa ốc hương còn bao nhiêu hả? Ốc hương lên, ốc hương còn như lên cao. Không, lát tôi mua về kìa. Mua về mấy nhiêu? Anh mua con, tôi mua con bự gì nè. Bự này hả? Còn như đây à? Còn nửa phần. Chị cho em xin miếng đường nữa không? Dĩa đường. Ở đây không có xài cái muối xanh hả ta? Ừ. Cái này là món này là món bạch tuộc nhúng giấm. Nhưng mà ở này mình kêu làm sạch rồi. Chứ hồi nãy là cái chị đó chỉ nói là muốn để nguyên con cho nó bò luôn không? Thấy ghê quá. Hả? Có điện thoại luôn chị mình. Vậy hả? Tưởng đâu mà yếu dữ vậy. Nhúng giấm nha, món này là món bạch tuộc nhúng giấm nha các bạn. Mình thích để có miếng đường vô đây. Ai ăn đường không? Ngon lành đấy không? Của cameraman nha. Của em đây. Một thằng hai con. Thử cái nha. Hảo đây à, nó bự ghê không? Con nào nấy đáng không? Nướng phô mai. Quá đã. Quá đã các bạn ơi. Đây. Ăn đi em. Đúng nha. Đó, nhúng phần nữa thôi. Vừa lại phần nữa. Cái này chắc là nó sôi lên cái là mình ăn được rồi. Không cần phải là quá chín đâu. Mực này là lúc hồi nãy, cái này bạch tuộc mà. Bạch tuộc hồi nãy nó còn sống ha, nó bò rất là... Nó bò lên mấy cái thao luôn á. Nhưng mà cái này thì mình dặn cái người bán người ta làm sạch rồi. Chứ đem vô đây nó bò lúc nhúc nhìn ghê lắm. Chắc chín rồi đó. Lâu lắm rồi nhưng mà kiểu... đó là lão đại hội đồng đó. Chắc em đây đẹp con lên.
ra luôn. Phê phê phê. Rồi hả miệng to ra. Cầm vậy luôn rồi. Ừ, cầm vậy luôn á. Đó không anh? Cái gì đẹp nó nói chảy nước miếng hết trơn rồi, ai không có được. Chảy nước miếng tùm lum mày. Cho chảy không ổng. Không biết mà lấy cái tiền không mà tôi lấy cái tiền cũng cầm. Cầm vậy luôn á anh. Ừ. Không nổi đâu mọi ơi. Ăn lẹ đi, nhây quá. Như và mấy anh em vừa mới ăn xong á các bạn, thì bây giờ chắc khoảng tầm 1:30 rồi đó. Thì thật sự vào những cái dịp mà giao xe cuối tuần như thế này nè, thì Duy mới có nhiều thời gian để cũng như là cùng mấy anh em ăn uống cũng như là vui chơi đó. Thì thật sự các bạn, bữa nay khi mà đi giao xe cuối tuần ở Vũng Tàu các bạn, thì nó là một cái dịp coi như rất là lý tưởng luôn, tại vì nó không có quá xa với lại Sài Gòn, cộng thêm thứ hai nữa là Vũng Tàu là một cái thành phố biển rất là đẹp ha, và đồ ăn hải sản cực kỳ ngon luôn đó. Thì bữa nay thật là tuyệt vời luôn các bạn đó. Bây giờ là mấy anh em bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh, thì thật sự những cái chuyến đi giao xe của Duy á, như thế này á, thì Duy đều muốn là lưu lại để thứ nhất là những anh chị khách hàng của mình lâu lâu có thể là lấy ra xem, còn nhớ tới mình, rồi còn giới thiệu những anh chị, những bạn bè cho mình nữa các bạn. Và thứ hai nữa là với những cái video clip như thế này, thì Duy muốn là gửi đến cho tất cả những anh chị và khách hàng biết được nhiều hơn về những cái dòng xe của Mercedes-Benz, cũng như là khi mà các anh chị và các bạn mà theo dõi những cái clip của Duy thường xuyên hơn á, thì chắc chắn rồi các anh chị và các bạn sẽ biết được những cái dòng xe nào mà Duy thường xuyên giao cũng như là giao nhiều đó. Thì các anh chị và các bạn cứ thấy những cái chiếc xe nào mà giao nhiều đi là các anh chị cứ mua, cứ mua những chiếc xe đó cho Duy, là bảo đảm không bao giờ lầm hết ha, rất là tuyệt vời luôn đó. Giống như là các bạn mà đi mà du lịch đi tới một cái chỗ mà các bạn, các anh chị mà không có biết á, thì muốn mà ăn một cái quán ăn nào đó mà ngon và rẻ, thì cứ lựa những cái quán mà coi như là đông khách ha, là các anh chị và các bạn vô đó là không bao giờ lầm đâu. Thì những cái clip của Duy cũng như thế đó các bạn, cứ lựa những cái chiếc xe nào mà những anh chị khách hàng các bạn mà ưa chuộng nhiều là các anh chị các bạn cứ vào đó mua xe ha. Thì thôi bây giờ Duy sẽ xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ những cái thông tin nào, những cái quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz, thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các anh chị và các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.